Hồng Vân xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn đang đón xem chương trình tư vấn tuyển sinh của trường Cao đẳng Y Dược Pasteur. Chương trình của chúng tôi được phát sóng trực tiếp vào lúc 11 giờ trưa thứ năm, thứ sáu hàng tuần. Và quý vị và các bạn thân mến, kỹ thuật xét nghiệm là ngành y học ứng dụng dựa trên cơ sở kỹ thuật máy móc hiện đại, giúp các bác sĩ có thể chẩn đoán và điều trị bệnh một cách chính xác, hiệu quả cao. Cùng với sự phát triển của dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, vai trò của kỹ thuật viên xét nghiệm y học thì ngày càng được coi trọng. Trên thực tế thì dù không trực tiếp điều trị bệnh nhưng mà những kết quả xét nghiệm của kỹ thuật viên xét nghiệm mà chính là những nhân tố quyết định trong việc điều trị của bệnh nhân như thế nào. Tuy nhiên thì nguồn nhân lực kỹ thuật xét nghiệm tại các bệnh viện, phòng khám hiện nay đang ở mức thiếu trầm trọng, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao trình độ cao đẳng, đại học. Do đó là việc liên thông lên cao đẳng đại học ngành kỹ thuật xét nghiệm y học là bước đệm giúp cho các bạn nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời đảm bảo được một tương lai rộng mở và cơ hội việc làm với mức thu nhập cao. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những thông tin xung quanh vấn đề liên thông ngành xét nghiệm y học để có thể cho quý vị và các bạn những thông tin rõ nét hơn về chủ đề này. Và đồng hành trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay có sự góp mặt của thầy Nguyễn Tiến Dũng, giảng viên đến từ trường Cao đẳng Y Dược Pasteur. Xin chào thầy Nguyễn Tiến Dũng ạ. Cảm ơn thầy vì đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay và thầy hãy gửi lời chào tới quý vị khán giả đang dõi theo chương trình ạ. Xin chào Hồng Vân, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được có mặt hôm nay để tư vấn cùng các bạn chủ đề học liên thông cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm y học. Vâng, và ngay bây giờ thì các bạn hãy nhanh tay gửi những câu hỏi, những thắc mắc của mình về cho chương trình bằng cách comment dưới video phát trực tiếp này để thầy Nguyễn Tiến Dũng của chúng ta có thể trả lời trực tiếp cho quý vị và các bạn. Thưa thầy Nguyễn Tiến Dũng, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cuộc trao đổi trò chuyện về chủ đề ngày hôm nay. Như chúng ta đã biết thì năm 2017 này thì đã có những quy định mới về việc liên thông trong nhóm ngành sức khỏe hay còn gọi là liên thông chéo ngành. Vậy thì đối với ngành cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm y học thì có những thay đổi gì ạ? Vâng, từ năm 2016 trở về trước thì các thí sinh muốn liên thông cao đẳng y dược nói chung thì phải có bằng trung cấp y dược đúng chuyên ngành dự thi. Ví dụ, muốn liên thông lên cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm y học thì phải có bằng trung cấp kỹ thuật xét nghiệm y học. Muốn liên thông lên cao đẳng dược, thí sinh phải có bằng trung cấp dược. Muốn liên thông lên cao đẳng điều dưỡng thì thí sinh phải có bằng trung cấp điều dưỡng thì mới được tham dự kỳ thi. Tuy nhiên, theo quy định mới của luật giáo dục nghề nghiệp về việc liên thông trình độ cao đẳng y dược cho phép các thí sinh có bằng trung cấp cùng nhóm ngành sức khỏe như trung cấp hộ sinh, trung cấp điều dưỡng, trung cấp xét nghiệm, trung cấp vật lý trị liệu thì được phép liên thông lên cao đẳng y dược, nhưng phải có chứng chỉ chuyển đổi phù hợp với ngành thí sinh dự thi với thời gian đào tạo là 3 tháng. Như vậy, để có thể liên thông từ trung cấp nhóm ngành sức khỏe lên cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm y học thì thí sinh phải học chứng chỉ chuyển đổi ngành xét nghiệm y học với thời gian là 3 tháng. Sau khi có được chứng chỉ này, thí sinh có thể liên thông lên cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm y học. Tại trường Cao đẳng Y Dược Pasteur, thời gian đào tạo liên thông cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm y học là 1,3 năm. Vâng ạ, qua những cái thay đổi mới về quy định trong liên thông thì chúng ta có thể thấy là cơ hội dành cho các bạn thí sinh có vẻ rộng mở hơn đúng không ạ? Và cái việc liên thông chéo ngành lên cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm y học thì đã trở nên dễ dàng hơn, và khi mà chúng ta học xong một cái khóa 3 tháng để có chứng chỉ chuyển đổi thì chúng ta có thể tiếp tục liên thông học. Đấy là một cái điều rất là vui đối với các bạn thí sinh muốn theo học liên thông cao đẳng đúng không ạ? Bây giờ thì Hồng Vân sẽ gửi đến những câu hỏi mà các bạn khán giả đang gửi về cho chương trình ạ. Vâng, một câu hỏi đến từ bạn khán giả là Thu Thảo ạ. Bạn có hỏi là thời gian đào tạo liên thông đại học ngành kỹ thuật xét nghiệm y học là bao lâu? Sau khi học xong trung cấp hoặc là cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm y học thì bao lâu mới được liên thông lên đại học kỹ thuật xét nghiệm y học ạ? Thời gian đào tạo liên thông đại học kỹ thuật xét nghiệm y học được quy định và áp dụng đối với toàn bộ thí sinh khi đăng ký học liên thông đại học kỹ thuật xét nghiệm y học do chính Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra. Cụ thể như sau, đối với thí sinh đã tốt nghiệp trình độ trung cấp kỹ thuật xét nghiệm y học sẽ có thời gian học liên thông đại học kỹ thuật xét nghiệm y học là 3 năm. Đối với thí sinh đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm y học sẽ có thời gian học liên thông đại học kỹ thuật xét nghiệm y học là 1,5 năm. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành chính sách mới cho phép những sinh viên trung cấp cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm y học sau khi tốt nghiệp có thể ngay lập tức đăng ký dự thi liên thông đại học kỹ thuật xét nghiệm y học mà không cần phải chờ đợi thời gian là 36 tháng như những năm trước đó, giúp cho sinh viên tiết kiệm được thời gian cũng như chi phí học tập và có nguyện vọng nâng cao trình độ học vấn.
Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của thầy và hy vọng bạn Thu Thảo của chúng ta bạn đã nắm được những cái thông tin mà thầy Nguyễn Tiến Dũng vừa chia sẻ để có thể có cho mình những cái sự lựa chọn quyết định đúng đắn bạn nhé. Hãy cùng tiếp tục chuyển sang câu hỏi từ bạn khán giả Quân Minh Huỳnh ạ. Bạn có hỏi là cho em hỏi học liên thông cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm y học trường mình thì có lớp ngoài giờ hành chính không? Em hiện đang đi làm nên là không có thời gian học ban ngày. Thầy có thể giải đáp cho bạn khán giả. Xã hội ngày càng phát triển thì việc học nâng cao trình độ chuyên môn là điều cần thiết để phát triển sự nghiệp của bản thân. Cũng chính vì nhu cầu thiết yếu đó mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thống nhất ý kiến và cho phép các trường đào tạo liên thông các ngành mở các lớp học ngoài giờ hành chính, các lớp thứ bảy, chủ nhật nhằm tạo điều kiện cho những cá nhân đang đi làm vẫn có thể tham gia tập. Vì thế, thí sinh khi đăng ký học liên thông cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm y học tại trường cao đẳng y dược Pasteur, bạn có thể thoải mái lựa chọn thời gian học sao cho phù hợp với quỹ thời gian của mình. Vâng ạ, vậy là với cái khoảng thời gian học ngoài giờ hành chính có nghĩa là học vào thứ bảy cuối tuần, chủ nhật và học vào buổi tối thì rất là tạo điều kiện và cơ hội cho các bạn đã đi làm đúng không ạ? Có thể học liên thông, vừa học vừa làm một cái cách mà thuận tiện nhất cho các bạn. Vâng ạ, bây giờ thì sẽ cùng chuyển sang câu hỏi tiếp theo từ bạn khán giả là bạn Doãn Thái ạ. Bạn có hỏi là bằng được cấp sau khi tốt nghiệp liên thông cao đẳng xét nghiệm y học ở trường cao đẳng y dược Pasteur thì có phải là bằng chính quy không? Hồng Vân nghĩ là đây là một câu hỏi mà rất nhiều các bạn khán giả cũng có thắc mắc chung như thế, thầy có thể giải đáp không? Sau khi tốt nghiệp ra trường, các bạn sinh viên học hệ liên thông cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm y học tại trường cao đẳng y dược Pasteur thì các bạn sẽ được cấp bằng cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm y học chính quy. Bằng liên thông cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm y học có giá trị tương đương với các bạn học cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm y học hệ chính quy. Vì vậy, sau khi ra trường với tấm bằng này, các bạn có thể tự tin tuyển vào các trung tâm, các cơ sở y tế, bệnh viện trong nước và ngoài nước. Bên cạnh đó, tấm bằng này cũng giúp cho bạn nâng cao trình độ của mình ở bậc đại học bằng hình thức vừa học vừa làm hoặc liên thông khi bạn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và trường nơi bạn muốn theo học. Vâng ạ, cảm ơn thầy. Bạn Doãn Thái cũng như là các quý vị khán giả thân mến, bằng khi mà chúng ta liên thông ở trường cao đẳng y dược Pasteur hoàn toàn là bằng chính quy, vì vậy các bạn có thể yên tâm đăng ký theo học mà không cần phải lo ngại về chất lượng của tấm bằng của mình đúng không ạ? Hãy cùng chuyển đến một câu hỏi bạn Hoàng Kiều Trang ạ. Bạn có hỏi là hiện tại em đã tốt nghiệp trung cấp y sĩ đa khoa và em đang có nhu cầu học cao đẳng xét nghiệm thì có được học liên thông lên cao đẳng xét nghiệm ở trường mình không ạ? Và có những lưu ý gì để có thể được liên thông? Vâng, theo như quy chế tuyển sinh liên thông mới được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra, thì từ năm 2017, các thí sinh theo học khối ngành y dược được phép liên thông chéo ngành lên tất cả các bậc cao hơn, chỉ cần đảm bảo điều kiện là có chứng chỉ chuyển đổi phù hợp với ngành dự tuyển liên thông. Hiện tại, ngành cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm y học là một trong những ngành trọng điểm của trường cao đẳng y dược Pasteur, được đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật tiên tiến và hiện đại, phục vụ cho mục đích học tập. Nhà trường còn có bệnh viện riêng để cho sinh viên thực hành, thực tập, nghề nghiệp. Cùng với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn giỏi, luôn mang đến cho thí sinh những điều kiện học tập tốt nhất. Vì vậy, nếu như bạn đã tốt nghiệp trung cấp y sĩ đa khoa, thì bạn hoàn toàn có thể đăng ký học liên thông cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm y học. Bạn vẫn phải thi, nếu trúng tuyển thì bạn sẽ được học tập trong một môi trường học tập thân thiện nhất. Vâng ạ, cảm ơn thầy với những chia sẻ vừa rồi và hy vọng là bạn khán giả Hoàng Kiều Trang của chúng ta đã có thể nắm được những thông tin cũng như là quy định của trường về điều kiện liên thông. Vâng, và nếu mà bạn còn chưa thể nhớ được những thông tin hoặc là có những thắc mắc gì thì bạn có thể lên trang web của trường, đó là trường cao đẳng y dược pasteur.edu.vn để có thể biết thêm nhiều thông tin hơn nữa. Hãy cùng tiếp tục chuyển sang những câu hỏi khác ạ. Rất nhiều câu hỏi đang được gửi về cho chương trình rồi. Câu hỏi từ bạn Diễm My, bạn có hỏi là em muốn biết thêm về chương trình học ở trường cao đẳng y dược Pasteur và môi trường học ở đây thì như thế nào ạ? Thầy có thể giải đáp cho bạn Diễm My ạ. Theo những chuyên gia nhận định thì một môi trường đào tạo liên thông cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm y học tốt nhất phải đáp ứng được những điều kiện sau đây. Thứ nhất, chương trình đào tạo chuẩn của Bộ Y tế tập trung nhiều đến rèn luyện kỹ năng tay nghề cho sinh viên. Thứ hai là có môi trường tốt cho sinh viên học thực hành, thực tập, rèn luyện kỹ năng tay nghề của bản thân. Và thứ ba là có những chính sách an sinh xã hội hỗ trợ sinh viên, hỗ trợ việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Chúng ta biết rằng tuy chỉ có 3 tiêu chí, nhưng không mấy trường đào tạo liên thông cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm y học hay cao đẳng dược, cao đẳng điều dưỡng có thể thực hiện được. Bởi chúng chính là những nhân tố cốt lõi
quyết định đến chất lượng đào tạo của một ngôi trường cao đẳng y dược. Trường cao đẳng y dược Pasteur là một trong những số ít những trường chuyên đào tạo cao đẳng y dược đã đạt được đầy đủ các tiêu chuẩn trên. Trải qua gần 10 năm phát triển, trường cao đẳng y dược Pasteur đã khẳng định được tên tuổi cũng như khẳng định được thương hiệu của sinh viên ngành y dược khi theo học tại trường. Chỉ cần nhìn đến con số gần 98% sinh viên sau khi học tập liên thông cao đẳng dược, liên thông cao đẳng điều dưỡng, liên thông cao đẳng xét nghiệm y học đều có việc làm đầy đủ đã nói lên chất lượng cũng như sự uy tín của trường cao đẳng y dược Pasteur. Vì vậy, nếu em đang băn khoăn thì hãy yên tâm về chất lượng của trường và yên tâm đăng ký theo học nhé. Vâng, có thể nói là những cái băn khoăn về chất lượng giáo dục ở một ngôi trường mà các bạn đã có ý định theo học thì là một cái băn khoăn rất là chính đáng, cũng như là băn khoăn của rất là nhiều người, đúng không ạ? Và qua những cái chia sẻ vừa rồi của thầy Nguyễn Tiến Dũng thì Hồng Vân cũng xin được nhắc lại cho quý vị và các bạn, đó là trường cao đẳng y dược Pasteur với uy tín hơn 10 năm trong lĩnh vực đào tạo giáo dục của mình thì xin khẳng định được chất lượng dạy học của trường, và quý vị và các bạn có thể yên tâm đăng ký theo học mà không phải băn khoăn nhiều nữa. Mà hãy cùng đến với những câu hỏi khác ạ. Một câu hỏi đến từ bạn Giả Di ạ. Bạn hỏi là mình muốn đăng ký học liên thông ngành cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm ở trường cao đẳng y dược Pasteur thì bắt buộc phải tới trường à? Có thể đăng ký trực tuyến được không ạ? Vâng, nếu bạn có nhu cầu học liên thông cao đẳng ngành kỹ thuật xét nghiệm học tại trường cao đẳng y dược Pasteur thì bạn hoàn toàn có thể đến trường đăng ký, hoặc đối với những người bận rộn ít thời gian hơn thì có thể đăng ký trực tuyến. Nội dung hướng dẫn đăng ký trực tuyến thì chúng tôi đã có sự chuẩn bị và hướng dẫn rất cụ thể cho các bạn. Sau đây mời các bạn theo dõi. Vâng ạ, vậy thì Hồng Vân xin nhờ bên kỹ thuật sẽ gửi đến clip hướng dẫn đăng ký trực tuyến liên thông ngành cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm y học để cho quý vị và các bạn cùng nắm rõ hơn.
clip hướng dẫn vừa rồi thì Hồng Vân nhận thấy là rất dễ dàng và nhanh gọn để cho các quý vị khán giả có thể nắm được cách thức chúng ta đăng ký trực tuyến nếu muốn học liên thông ngành cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm y học ở trường cao đẳng y dược Pasteur, đúng không ạ? Và với cái hướng dẫn này thì hy vọng là quý vị và các bạn có thể nắm được một cách nhanh nhất, cụ thể nhất, không phải mất thời gian chúng ta có thể di chuyển đi lại đến trường như trước nữa, mà chúng ta có thể đăng ký online trực tuyến tại nhà một cách rất tiện lợi. Một câu hỏi tiếp theo ạ, từ bạn Mai Hồng, bạn có hỏi là: thầy cho em hỏi hồ sơ để đăng ký học liên thông cao đẳng xét nghiệm ở trường mình thì là như thế nào ạ? Thầy có thể giải đáp đưa cho các bạn những thông tin được không ạ? Thứ nhất, một phiếu đăng ký dự thi liên thông theo mẫu của nhà trường. Hai bản sao công chứng bằng tốt nghiệp trung cấp các chuyên ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe. Hai bản sao công chứng bảng điểm. Hai sơ yếu lý lịch cá nhân có ghi rõ đầy đủ thông tin của người học và có xác nhận của chính quyền địa phương. Một bản sao chứng chỉ học chuyển đổi phù hợp với ngành dự thi liên thông đối với thí sinh liên thông chéo ngành. Một học bạ trung học phổ thông bản sao photo có công chứng. Hai phong bì dán sẵn tem có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của thí sinh hoặc người nhà và phần người nhận để nhà trường gửi giấy báo nhập học. 4 ảnh 3x4 có ghi rõ thông tin cá nhân tại mặt sau của ảnh và được chụp trong thời gian gần nhất là 6 tháng. Và cuối cùng đó là các loại giấy tờ chứng minh các đối tượng ưu tiên khác nếu có. Vâng ạ, cảm ơn những thông tin vừa rồi của thầy, và Hồng Vân xin được nhắc lại một lần nữa, đó là nếu quý vị và các bạn chưa có thể nắm bắt được ngay những thông tin này và có thể là quên sau những cái thông tin mà thầy vừa nói, thì chúng ta có thể truy cập vào địa chỉ website, đó là trường cao đẳng easypaster.edu.vn, để có thể cập nhật lại một lần nữa những thông tin này. Những thông tin này thì chúng tôi đã có rất là rõ ở trên website của nhà trường, vì vậy là mời quý vị và các bạn có thể lên và truy cập để có thể nắm được thông tin tốt hơn. Tiếp tục chuyển đến câu hỏi tiếp theo ạ. Câu hỏi từ bạn Ngọc Hà, bạn có hỏi là: em tốt nghiệp trung cấp xét nghiệm y học nhưng bằng của em thì lại là bằng trung bình, thì liệu có liên thông được lên cao đẳng xét nghiệm ở trường mình được không ạ? Vâng, có lẽ đây là một câu hỏi mà cũng là thắc mắc chung của nhiều người, nhưng mà có vẻ là e ngại chưa dám nói ra, và bạn Ngọc Hà của chúng ta đã gửi câu hỏi đến chương trình thì thầy có thể giải đáp ạ. Vâng, điều kiện tuyển sinh liên thông cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm y học tại trường cao đẳng y dược Pasteur chỉ yêu cầu thí sinh có bằng tốt nghiệp trung cấp các chuyên ngành sức khỏe, có lý lịch trong sạch và có đầy đủ sức khỏe để tham gia vào quá trình học tập. Có một vấn đề là khá nhiều bạn sợ rằng với tấm bằng tốt nghiệp trung bình thì không đảm bảo điều kiện liên thông cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm y học tại trường cao đẳng y dược Pasteur. Tuy nhiên các bạn cũng đừng quá lo lắng về xếp hạng bằng của mình, chỉ cần đảm bảo điều kiện là đã tốt nghiệp trung cấp y dược và được cấp bằng là hoàn toàn đủ điều kiện để theo học tại trường. Vâng ạ, vậy thì qua thông tin mà thầy Nguyễn Tiến Dũng vừa chia sẻ và cung cấp thì bạn Ngọc Hà hy vọng là bạn có thể yên tâm hơn, và cũng như là rất nhiều các bạn khán giả khác, đúng không ạ? Tuy là bằng cấp chúng ta tốt nghiệp trung cấp thì có thể là bằng trung bình, nhưng mà nếu chúng ta cố gắng phấn đấu hơn thì hoàn toàn có thể học tập tốt trong môi trường cao đẳng khi các bạn liên thông, và đủ tốt nghiệp trung cấp là các bạn đã có thể có đủ điều kiện rồi, đúng không ạ? Mà một câu hỏi tiếp theo nữa ạ. Câu hỏi từ bạn Nguyễn Hoài Nam, bạn có hỏi là: em sắp tốt nghiệp trung cấp xét nghiệm, định học xong thì liên thông đại học luôn. Cho em hỏi chút là giờ liên thông lên đại học xét nghiệm thì mất bao lâu, chuẩn bị hồ sơ như thế nào, nhờ thầy tư vấn cho em ạ. Thời gian đào tạo liên thông đại học kỹ thuật xét nghiệm y học được đưa ra dựa theo quy định của Bộ Y tế nhằm đảm bảo thí sinh có đủ thời gian để trau dồi kiến thức và rèn luyện kỹ năng một cách thành thạo. Cụ thể, thời gian học dành cho các thí sinh có nhu cầu học liên thông từ trung cấp kỹ thuật xét nghiệm y học lên đại học kỹ thuật xét nghiệm y học là 3 năm. Tốt nghiệp, thí sinh được cấp bằng đại học kỹ thuật xét nghiệm y học hệ chính quy. Về hồ sơ để đăng ký dự thi liên thông đại học kỹ thuật xét nghiệm y học thì em cần lưu ý chuẩn bị như sau. Một bộ hồ sơ đăng ký dự thi theo mẫu của nhà trường. Một bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng bổ túc văn hóa. Một bản photo công chứng bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng. Một bản photo công chứng bảng điểm trung cấp hoặc bảng điểm cao đẳng. Một bản sao giấy khai sinh, 4 ảnh, 4x6, chụp không quá 6 tháng, cho vào phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên người nhận, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Vâng ạ, cảm ơn thầy, và Hồng Vân xin được nhắc lại một lần nữa, đó là thời gian mà chúng ta liên thông từ trung cấp lên đến đại học thì là 3 năm, đúng không ạ? Đối với ngành kỹ thuật xét nghiệm y học này,
Quý vị và các bạn nhớ nhé là 3 năm. Và sau 3 năm thì chúng ta có thể có được tấm bằng đại học một cách chính quy đúng không ạ? Hãy cùng đến với câu hỏi tiếp theo đi ạ. Một câu hỏi từ bạn khán giả Hoài An. Em đang phân vân không biết là học xong cao đẳng xét nghiệm thì có nên liên thông lên đại học hay không? Liên thông luôn đấy ạ. Và ngành này thì có nhiều cơ hội không thầy? Có thể làm những công việc gì ạ? Chào bạn Hoài An. Bạn đang phân vân không biết ngành kỹ thuật xét nghiệm y học có cơ hội việc làm như thế nào. Thì tôi có thể chia sẻ với bạn em là ngày nay y học ngày càng phát triển thì ngành kỹ thuật xét nghiệm ngày càng đóng vai trò quan trọng. Có đến hơn 70% kết quả chẩn đoán phải phụ thuộc vào mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm của các mẫu bệnh phẩm. Với kỹ thuật xét nghiệm y học thì có thể phát hiện được những dấu hiệu bất thường, các yếu tố nguy cơ mắc bệnh. Kết quả xét nghiệm y học thường rất chính xác. Đây là cơ sở để giúp cho bác sĩ chẩn đoán bệnh và đưa ra được giải pháp điều trị tối ưu. Chính vì thế mà ngành này đang rất hot và thu hút được nguồn nhân lực trong bối cảnh thiếu nguồn nhân lực ngành y tế nói chung và ngành xét nghiệm nói riêng. Sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật xét nghiệm y học sau khi ra trường có thể làm những công việc sau đây. Thực hiện việc lấy mẫu bệnh phẩm tại giường cho người bệnh chăm sóc cấp 1 và những trường hợp xét nghiệm đặc biệt. Tham gia vào công việc tổ chức và quản lý hoạt động của một phòng xét nghiệm y sinh học. Pha chế các thuốc để kiểm nghiệm và thường xuyên kiểm tra các thuốc thử đúng tiêu chuẩn quy định. Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo chất lượng, kiểm tra chất lượng xét nghiệm. Thực hiện và kiểm tra giám sát các quy chế vô khuẩn, những quy định về việc sử dụng hóa chất và an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm. Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm lâm sàng thông thường và ứng dụng các kỹ thuật mới trong hoạt động chuyên ngành. Thống kê và ghi chép lại kết quả xét nghiệm, sau đó vào sổ lưu trữ, chuyển kết quả xét nghiệm đến các khoa. Đồng thời, báo cáo ngay cho trưởng khoa khi gặp những tiêu bản xét nghiệm có kết quả bất thường. Tham gia vào nghiên cứu khoa học và tiếp cận thông tin từ nhiều nguồn bằng nhiều hình thức khác nhau. Lĩnh và bảo quản các dụng cụ thuốc, hóa chất theo sự phân công và theo quy định. Thực hiện tốt các kỹ thuật xét nghiệm hàng loạt tại cộng đồng một cách độc lập hoặc phối hợp với đồng nghiệp. Các vị trí sinh viên ngành kỹ thuật xét nghiệm y học sau khi tốt nghiệp có thể làm đó là ở các khoa xét nghiệm của các bệnh viện từ tuyến trung ương đến tuyến địa phương, các trung tâm y tế dự phòng, các phòng khám đa khoa khu vực, các bệnh viện đa khoa quốc tế, các viện kiểm nghiệm, viện sốt rét ký sinh trùng. Như vậy, em đang phân vân không biết có nên học liên thông đại học kỹ thuật xét nghiệm y học luôn hay không. Thì tôi khuyên em nên dựa vào tình hình của bản thân để quyết định. Nếu em có điều kiện để học tập tiếp và không có áp lực về kinh tế thì em nên học liên thông luôn. Còn nếu em bị gánh nặng về kinh tế thì em cũng có thể đi làm trước một thời gian, chờ tới khi có đủ kinh tế và điều kiện cho học tập tiếp thì em có thể tiếp tục theo học và đăng ký học liên thông. Việc học liên thông lên cao hơn để nâng cao giá trị bằng cấp sẽ giúp cho em có một tương lai công việc của em sau này thuận lợi và mở rộng hơn. Còn về thời gian học lúc nào thì nó sẽ phụ thuộc vào điều kiện của bản thân em nhé. Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của thầy Nguyễn Tiến Dũng. Và nếu quý vị và các bạn còn băn khoăn về ngành kỹ thuật xét nghiệm học với những cái cơ hội nghề nghiệp tương lai của ngành này như thế nào thì chúng tôi cũng đã thực hiện một số tư vấn tuyển sinh riêng về chủ đề của ngành kỹ thuật xét nghiệm học, những cái cơ hội nghề nghiệp và những công việc mà có thể làm khi mà tốt nghiệp ngành này. Thì quý vị và các bạn có thể theo dõi lại ở trên trang fanpage Tin tức Y tế Việt Nam. Và ở đây thì quý vị và các bạn có thể cập nhật những cái thông tin chi tiết và cụ thể nhất về ngành này ạ. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Và trong thời lượng này thì chúng tôi không thể trả lời thêm nhiều câu hỏi hơn nữa. Xin phép được để lại những câu hỏi của quý vị và các bạn cho tổ tư vấn trực tiếp tại chỗ của chúng tôi. Ngày hôm nay thì Hồng Vân rất là cảm ơn sự đồng hành, tham gia của thầy Nguyễn Tiến Dũng. Thầy đã dành thời gian cho chương trình và đến đây cùng tư vấn cho quý vị và các bạn về chủ đề đó là liên thông ngành kỹ thuật xét nghiệm y học. Và một lần nữa thì thầy có thể gửi lời chào tới quý vị khán giả cũng như là những nhắn nhủ trước khi mà chúng ta kết thúc chương trình ạ. Hy vọng rằng với buổi tư vấn ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về học liên thông cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm y học. Với những bạn còn băn khoăn, chưa rõ có thể đến trực tiếp tại trường Cao đẳng Y dược Pasteur để tham quan cơ sở vật chất của nhà trường và được các thầy cô tư vấn. Trường Cao đẳng Y dược Pasteur luôn mở rộng cánh cửa chào đón tất cả các em. Xin chào và hẹn gặp lại. Vâng ạ.
Vâng ạ, cảm ơn thầy một lần nữa. Vâng, vâng, xin phép được cảm ơn sự đồng hành, sự quan tâm và theo dõi của quý vị và các bạn trong suốt thời gian vừa qua. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tư vấn lần sau. Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur là một trong số ít các ngôi trường cao đẳng đi đầu trong công tác đào tạo dược sĩ cao đẳng hệ chính quy trên cả nước. Với phương châm đào tạo chất lượng được đặt lên hàng đầu, Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur luôn lấy chất lượng đầu ra và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường là thước đo đào tạo. Trải qua gần 10 năm hình thành và phát triển, đến nay trường đã có 2 cơ sở tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đến năm 2017, trường mở rộng quy mô đào tạo ra nhiều tỉnh thành trên cả nước như Yên Bái hay là Đắk Lắk.